các bạn sẽ làm nhóm review. Hôm nay nhóm review giới thiệu với các bạn bộ điều khiển Wi-Fi Smart 4G đây, WSR04. Này các bạn thấy hiện tại mình đang có là bộ điều khiển chúng ta. Thì bộ điều khiển này sử dụng con chip ESP8266-12. Đây, chúng ta có ESP8266-12 đây. Ở đây mình có một heater 2P dùng để cấp nguồn. Các bạn thể thấy thì đây chúng ta có ký hiệu là dương 12V và GND. Thì các bạn sẽ phải chú ý cấp đúng nguồn âm dương trong module này. Ở đây thì chúng ta có một dãy 4 cái heater 2P nữa. Ở đây sẽ là để ra chân cho 4 cái relay này. Đây các bạn thấy phía sau này chúng ta có ký hiệu relay 1, 2, 3, 4 này. Đây sẽ ra các tiếp điểm thường hở của 4 cái relay này. Bên hông này thì các bạn sẽ có 4 con led để báo trạng thái của 4 cái relay này nữa. Đây chúng ta có một mắt heater để điều khiển thông qua điều khiển hồng ngoại, thì các bạn có thể học lệnh từ bất kỳ cái tay điều khiển nào cho cái bộ này thông qua mắt này. Đấy, thì tức là ở đây chúng ta đang có hai phương án điều khiển, một phương án điều khiển thông qua Wi-Fi và một phương án điều khiển trực tiếp thông qua remote hồng ngoại. Về cách sử dụng của module này thì chúng ta sẽ cấp nguồn 12V vào đây. Sau khi cấp nguồn vào, nếu như module FP của chúng ta chưa được cài đặt, chưa được kết nối thì chúng ta sẽ có led ở trên này sẽ nhấp nháy với tần số khoảng 0,1 giây. Đấy, các bạn thấy đấy là bật led chúng ta bật linh rất là nhanh. Đấy, thì để kết nối cho cái module này thì các bạn sẽ làm như sau. Đây, đầu tiên thì các bạn sẽ vào phần Wi-Fi. Đây, các bạn sẽ thấy là module sẽ phát ra một cái Wi-Fi có tên là S-Chip 3413 đấy. Thì cái dãy số đằng sau đấy nó sẽ khác nhau tùy vào từng cái sản phẩm đấy. Thì các bạn sẽ tiến hành connect với cái mạng này đấy. Các bạn có thể làm trên máy tính hoặc là làm ở trên điện thoại của chúng ta. Thì đây, sau khi vào kết nối xong thành công với Wi-Fi do thiết bị phát ra thì các bạn sẽ tiến hành nhập địa chỉ là 192.168.4.1. Thì chúng ta sẽ có một cái giao diện web như này. Đấy, các bạn nếu bạn nào làm với ESP rồi thì các bạn thấy đây là giao diện Smart Config quen thuộc trên ESP. Đấy, thì đây mình sẽ nhấn là Config Wi-Fi. Đây. Đấy, thì ở đây module sẽ tự động quét ra chúng ta các cái mạng Wi-Fi ở xung quanh nó mà nó có thể kết nối. Thì đây các bạn sẽ chọn cho nó kết nối với mạng Wi-Fi nhà mình. Đấy, bấm bảo hành, bấm password vào đây. Đây, thì ở đây các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái mã, đúng không ạ? Còn một thiếu một cái mã nữa thì cái mã này chúng ta sẽ lấy từ ứng dụng Blink. Đây. Các bạn có thể lấy cái mã đây ở phần ứng dụng Blink. Thì đi kèm ở bên dưới video này mình sẽ tràn cái bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết của module này. Đây. Thì ở đây cái mã đấy các bạn sẽ lấy đâu? Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ các bạn chú ý cho mình là các bạn sẽ tải ứng dụng Blink về này. Đấy, sau đấy các bạn sẽ dùng ứng dụng Blink để quét cái mã QR này. Đấy. Các bạn sẽ quét cái mã QR này bằng cách này ở trên ứng dụng Blink các bạn. Đây, trên ứng dụng Blink các bạn sẽ thấy có một cái biểu tượng ở đây, các bạn bấm vào biểu tượng này. Đấy, xong các bạn dơ vào để quét cái mã QR này. Thì ứng dụng Blink nó sẽ tự động load về cho chúng ta một cái project như này. Đấy, các bạn thấy. Được chưa? Vậy để lấy được cái mã đấy thì các bạn sẽ lấy ở đâu? Thì các bạn sẽ bấm vào biểu tượng hình đa giác ở đây. Đây các bạn kéo dưới. Đây cái mã chúng ta sẽ nằm ở đây, đúng không ạ? AUTH token này. Các bạn sẽ bấm copy. Đấy, đây chúng ta có hai phương án, một là phương án là các bạn gửi cái mã đến cái địa chỉ email mà các bạn đã đăng ký ứng dụng Blink. Thứ hai là các bạn thể copy trực tiếp. Thì đây mình sẽ chọn copy trực tiếp. Các bạn thấy đây chúng ta sẽ có cái mã ở đây, đúng không ạ? Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành gửi cái mã này lên. À, thì mình sẽ lấy cái mã này. Đây, sau khi có cái mã thì các bạn sẽ tiến hành dán cái mã vào đây và bấm save để đẩy hết các cái thông tin này xuống cho ESP của chúng ta. Đấy, các bạn thấy đấy. Đây, như các bạn thấy thì sau khi
gửi xong cái chuỗi mã xuống đây, thì chúng nó sẽ báo chúng ta là vui lòng đợi để kết nối lại với mạng của SP. Đấy. Thì đây, đồng thời lúc này thì các bạn thấy là cái đèn ở trên EP của chúng ta sẽ bắt đầu nháy chậm lại. Đấy. Đấy, nếu như nó nháy chu kỳ 1 giây thì cái việc là kết nối vào với mạng Wi-Fi và kết nối đến cái máy chủ Blink của chúng ta đã thành công. Đấy, thì các bạn sẽ quay lại với cái ứng dụng trên điện thoại. Đây, các bạn sẽ lại vào phần ứng dụng Blink. Đây, các bạn sẽ chạy ứng dụng của chúng ta lên. Thì đây, các bạn sẽ nhấn cái nút hình tam giác đây, nút play. Đấy, các bạn quan sát cho mình là nếu như ở đây chúng ta không thấy có hiện thông báo là device not connect thì nghĩa là thiết bị chúng ta đã connect thành công. Thì đây mình sẽ demo điều khiển thử này. Mình sẽ bật này. Đấy, các bạn thấy đây, LED của chúng ta trên đây bật này. Bật này. Bật. Đúng không ạ? Mở hết. Đây, chúng ta hai nút mở hết và tắt hết. Thì đây mình sẽ bấm tắt hết này. Đấy, các bạn thấy là đồng thời với việc là các relay trên này tắt thì các đèn thông báo trạng thái R1, RL1, RL2 đây chúng ta sẽ tắt. Đấy, thì mình sẽ bấm mở hết này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là các cái biểu tượng như này nó sẽ sáng lên báo là relay chúng ta đang hoạt động. Đấy. Thì ở đây ví dụ như mình sẽ thử tắt một relay ở trên này đi xem là trạng thái có được cập nhật đến đây không. Đấy, các bạn thấy là mình sau khi mình nhấn nút để tắt hết thì toàn bộ các cái ở trên này tắt thì ở trên này cũng sẽ báo tắt, đúng không? Đấy, mình bật lên này. Đấy, tắt hết. Đấy. Thì cái ứng dụng Blink này hiện nay đang được sử dụng khá là phổ biến và nó có vừa rồi thì chúng ta đã có cả máy chủ ứng dụng Blink đặt ở Việt Nam. Đấy. Này là một máy chủ phát triển free cho các ứng dụng IoT đơn giản. Thì các bạn hoàn toàn có thể tận dụng cái này để xây dựng cho mình một hệ thống điều khiển thông minh như đây. Video giới thiệu về bộ điều khiển Wi-Fi Smart 4G Relay WSR04 của nhóm review hôm nay là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.